Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thất quái dung hợp kỹ sức mạnh cường đại. Chúng ta thì phải biết rằng mỗi một vũ hồn của hồn sư là không giống nhau và nó có sự khác biệt. Nói đại khái thì loại dung hợp kỹ này cũng chỉ gặp được dưới sự kết hợp giữa vũ hồn và hồn kỹ của cùng một loại giống nhau trên người các hồn sư. Nhưng sửa là các thất quái không giống nhau, mỗi người trong bọn họ lại là vũ hồn hoàn toàn khác biệt. Phương hướng phát triển cũng không giống nhau luôn. Vũ hồn hoàn toàn khác biệt như vậy có thể thi triển ra dung hợp kỹ của 7 người. Cho dù là kiến thức rộng lớn như các phong hào đấu la cũng khó có thể tin là nó có thật. Nhưng mà sử lai khắc thất quái đã làm được. Khi mà 7 người được quang mang 9 màu bao quanh một chỗ, thì lúc đó chính là dung hợp kỹ của 7 người đã thành công. Dung hợp kỹ 7 người không phải là sử lai khắc thất quái có thể nghĩ ra, mà là xuất phát từ sư phụ của họ chính là Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Cũng là dung hợp kỹ, nhưng mà khó khăn lại cách biệt một trời một vực. Đây chắc cũng chỉ có Đại sư Ngọc Tiểu Cương mới có thể nghĩ ra được mà thôi. Trước khi đến với video ngày hôm nay thì mình rất mong các bạn hãy bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Mọi người hãy giúp cho mình đạt 5k sub để thỏa lòng mong ước đi nào. Rồi ok, không dài dòng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Thất quái dung hợp kỹ ban đầu sẽ tạo thành một vòng tròn. Bên trong vòng tròn có hai người, đó là chữ Vinh Vinh và áo Tư Tạp. 5 người bên ngoài vây vòng quanh bọn họ. Chữ Vinh Vinh lúc này đứng thẳng lên. Lúc này trong toàn bộ 7 người thì không có bất kỳ ai phóng xuất ra vũ hồn của chính mình cả. Nhưng trên cả 7 người thì hồn lực lại ba động mãnh liệt tràn ngập ra, điên cuồng hướng tới trung tâm mà ngưng tụ. Đường Tam, Đới Mộc Bạch và Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh, 5 người họ sẽ bước đi một cách nhất trí theo một loại tiết tấu đặc thù, và hồn lực trên 5 người cũng hình thành một quy tích. Nó không ngừng tràn ngập vây vòng quanh thân thể của bọn họ. Đứng ở trận hình trung tâm là chữ Vinh Vinh cùng áo Tô Tạp, lúc này sẽ nắm tay nhau, đồng thời nhắm hai mắt lại. Người của chữ Vinh Vinh đứng thẳng tắp, bảo quang 9 màu sẽ xuất hiện trên người của áo Tư Tạp. Hồng quang màu nhàn nhạt, hai cỗ quang mang xoay quanh nhau rồi phóng lên cao. Lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái không hề phóng xuất ra vũ hồn. Khi được Đường Tam ra lệnh, trận hình của Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ tiếp tục thay đổi, hình tròn sẽ biến thành như hình số 1. Đường Tam đứng ở phía trước, theo sát sau Đường Tam chính là Đới Mộc Bạch, kế tiếp vẫn là Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Đứng ở mặt sau cùng là chữ Vinh Vinh cùng với áo Tư Tạp. Trận hình này khiến cho 7 người biến hóa, làm cho hồn lực của bọn họ vừa mới phóng thích ra và ngưng tụ sẽ cuốn thành một vòng xoắn. Ngay lúc này áo Tư Tạp sẽ từ phía sau ôm lấy thân thể của chữ Vinh Vinh. Quang mang màu hồng nhạt toàn thân sẽ biến thành màu hồng phấn, điên cuồng dung hợp vào cơ thể của chữ Vinh Vinh. Lúc này thì thất bảo lưu ly tháp trước mặt của chữ Vinh Vinh sẽ bùng lên, hai tay đánh ra phía trước, giống như là hỏa vũ, tất cả hồn hoàn trên người làng đồng thời sẽ sáng rực lên. 9 màu ngưng thành thật thể được phóng ra từ 9 tầng của cửu bảo lưu ly tháp, trực tiếp bắn vào cơ thể Chu Trúc Thanh ở phía trước mặt. Với hồn lực phụ trợ khổng lồ kích thích, phong trưởng của Chu Trúc Thanh sẽ giơ lên, khoác lên trên người của Tiểu Vũ trước mặt. Lúc này quang mang 9 tầng tăng mạnh lên vài phần, từ trong tay Chu Trúc Thanh rót vào thân thể của Tiểu Vũ. Ngay lúc này trên người của Chu Trúc Thanh sẽ tràn ngập một tầng sáng 9 màu. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh giống nhau như đúc, quang mang 9 màu này trong quá trình truyền về phía trước cũng không ngừng lồng lặc hơn. Đến khi mà quang mang truyền đến người của Đới Mộc Bạch, song trường của Đới Mộc Bạch mạnh mẽ đánh vào sau lưng Đường Tam. Trong phút chốc thân thể của Đường Tam sẽ kịch liệt run rẩy. Trên người Đường Tam lúc này không có xuất hiện quầng sáng 9 màu nữa, mà là sự xuất hiện chính là một cỗ uy áp khổng lồ. Quang mang màu đen trong lòng bàn tay của Đường Tam mạnh mẽ tràn ra. Chỉ trong tích tắc ngẩng đầu lên, ánh sáng tím vàng từ trong mắt của Đường Tam hiện ra. Dưới tác dụng của tử cục ma đồng, mọi thứ trước mặt Đường Tam sẽ trở nên chậm lại. Vô số liệu chuẩn xác được tổng kết trong não. Sau một khắc sau, tay trái của Đường Tam sẽ thi triển. Ngay lúc đó thì ánh sáng đen sẽ tràn ngập ra từ mọi vị trí của Hạo Thiên Trùy. Thân trùy cũng không xoay tròn, chính là hướng thẳng tới một phương hướng lao đi. Đồng thời thì lúc ra tay, một tiếng lổ ầm vang lên từ trên Hạo Thiên Trùy. Một chiếc tiểu trùy không lớn cho lắm ở giữa không trung đón gió tăng vọt, chỉ trong giây lát, chiếc trùy này sẽ trở lên khổng lồ. Những hoa văn mỹ lệ sẽ được phóng xuất bao quanh Hạo Thiên Trùy dưới ánh sáng của mặt trời. Hơi thở kinh khủng mang theo hắc quang lồng nặc phóng ra một cách trắng lệ, tạo lên một chiếc chùy dài màu đen giữa không trung. Bằng vào sự tính toán chuẩn xác của tử cực ma đồng, vị trí mà Hạo Thiên Trùy đánh ra, lấy thủ pháp ám khí của đồng môn phán đoán chuẩn xác, căn bản là không thể nào tránh được. Dung hợp kỹ 7 người mà đại sư nghiên cứu ra, loại dung hợp kỹ này cũng không cường đại như võ hồn dung hợp kỹ, nhưng mà nó có thể đem lực lượng của mọi người liên kết lại. Nó đem tất cả lực lượng tập trung đến một điểm bộc phát. Ngay lúc hồn lực của 7 người ngưng tụ lại một chỗ, cửu bảo lưu ly tháp sẽ tăng phúc. Lúc này thì thực lực của Đường Tam sẽ đạt tới trình độ là rất kinh khủng. Tay của Đường Tam nắm Hạo Thiên Trùy sẽ chậm rãi giơ lên, quang mang trên thân trùy khổng lồ sẽ bộc phát ra.
Quang thải màu vàng nhạt vô cùng chói mắt. Lúc này thì Đường Tam giống như là một phần tử của chiếc chùy, cả người giống như cùng với Hạo Thiên chùy dung hợp làm một thể. Lần đầu tiên chứng kiến dung hợp kỹ này, ngay cả Giáo Hoàng Bỉ Đông cũng có chút ngồi không yên. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng từ bản thân của Đường Tam và Hạo Thiên chùy phát ra, hình thành lên một vòng tuần hoàn kỳ dị, phản phất như lực lượng này có thể phá cơ thể của Đường Tam mà ra ngoài.